Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong các sinh hoạt chính trị dòng chính của Hoa Kỳ, trong cộng đồng của chúng ta, trong 2-3 năm gần đây, có một cái chữ mới mà mình nghe nói nó cũng rất là, mình bảo là hấp dẫn, gay cấn, đó là cái từ cuồng Trump. Một số những người không thích cựu Tổng thống Trump, thường gọi những cái người mà ủng hộ ông Tổng thống Trump là cuồng, cuồng si, điên cuồng, ủng hộ một cách mình bảo là không có dựa trên những cái cơ sở căn bản nào cả. Và cái lời đó cũng như là một cái tiếng mà có vẻ là vừa chê bai, và có nhiều lúc họ đều bảo rằng những người ủng hộ cho ông Trump đều hoặc là ngu, hoặc là dốt, hoặc là không biết gì cả. Thì thưa quý vị, lần trước chúng ta đã có dịp trò chuyện với bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương về chuyện chính trị cộng đồng của chúng ta. Ít người chúng ta biết rằng bác sĩ Chu Văn Cương cũng đã sinh hoạt rất là nhiều trong các chính trị dòng chính của Hoa Kỳ. Bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương cũng đã từng ra ứng cử chức vụ dân biểu địa phương tại Houston. Và cá nhân của bác sĩ Cương cũng là một người theo đảng Cộng Hòa. Vì vậy, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt của bác sĩ Chu Văn Cương một lần nữa để trò chuyện với chúng ta về vấn đề thế nào là cuồng Trump, và nhất là gần đây mới tuần trước thôi, Tổng thống Trump cũng vừa tuyên bố là sẽ ra tái ứng cử. Trước hết xin chào bác sĩ Chu Văn Cương đã trở lại với chương trình SBTN. Vâng, xin mến chào anh Phạm Văn Nam và một lần nữa xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Thật là một vinh dự được anh Nam mời trở lại để tham gia vào cái chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa cảm lần cảm ơn bác sĩ Cương. Theo bác sĩ là một người theo đảng Cộng Hòa đã rất là nhiều năm, thì bác sĩ nghĩ sao về việc cựu Tổng thống Trump vừa tuyên bố là sẽ tái ứng cử tổng thống lần nữa trong năm 2024? Vâng, thưa anh Nam và thưa quý khán thính giả, ngày 15 tháng 11 vừa qua thì đúng như là lời hứa của Tổng thống Trump sẽ có một cái lời công bố rất là quan trọng tại nhà của ông ở Mar-a-Lago, tiểu bang Florida. Thì khi mà chúng tôi đi làm về thì cũng lập tức là mở TV ra để mà đón xem cái lời công bố đó có đúng như là người ta nói hay không, và cái mục đích và cái nội dung của cái bài diễn văn ngày hôm đó. Thì chúng tôi nghe rất là kỹ cái bài diễn văn của Tổng thống Trump ngay lúc đó và cảm thấy rằng là đây là một cái bài diễn văn phải nói là tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây có nghĩa là vì trước đây thưa quý vị, không phải là chúng tôi ủng hộ Tổng thống Trump mà đồng ý hoàn toàn những cái việc làm hay là những lời nói của Tổng thống Trump. Nhưng mà phải nói rằng là cái bài diễn văn vừa rồi của Tổng thống Trump đó, nó đi đúng trọng tâm và nó có một cái nội dung chuyên chở là tập trung vào những cái thành tích và những cái đường hướng chính sách của ông. Ông hoàn toàn không đả động gì tới những cái người mà ứng cử viên đối lập, chẳng hạn như là ông Ron DeSantis mà trước đó mới có một tuần thì ông cũng đã có một vài lời chỉ trích, hoặc là ông Glenn Youngkin của Đảng Cộng Hòa. Thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái dấu hiệu tốt, có thể là trong cái giai đoạn tranh cử tới đây thì ông sẽ tập trung nhiều vào những cái chính sách đường lối hơn là những cái vấn đề mà gây ra những cái sự xung khắc trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Nếu mà ông làm mà theo như cái đường lối cũ đó thì vẫn tiếp tục sẽ gây ra nhiều cái mất đoàn kết trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa, một cái sự đoàn kết mà rất cần thiết để mà đánh bại được bên Đảng Dân Chủ, là một đảng mà chúng ta thấy cái sự đoàn kết của họ hầu như là được 100%. Thì muốn đánh bại như vậy thì đảng Cộng Hòa cũng phải tương đương hoặc là mạnh hơn về cái tình đoàn kết đó. Thì nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ông không có tấn công vào đối phương đâu. Một cái bài diễn văn này phải nói rất là khôn ngoan, là vì ông chỉ tập trung nói đa số nhiều về cái đường lối đối ngoại. Mà chúng ta cũng biết ông Ron DeSantis là một người mà có thể nói là ứng cử viên đối lập mạnh nhất của Tổng thống Trump. Thì đối với những vị thống đốc, những cái kinh nghiệm đối ngoại, ngoại giao của họ đó thì chắc chắn là rất ít.
Còn đối với Tổng thống Trump thì chúng ta thấy là ông đã có những cái đường lối đối ngoại rất là khôn ngoan, cho nên mặc dù không tấn công ông Ron DeSantis nhưng mà một hình thức nào đó Tổng thống Trump cũng đã nói lên cái điểm mạnh của mình và cái điểm yếu của đối phương trong tương lai, thì đó là một cái bài diễn văn rất là khôn ngoan thưa quý vị. Rất là cái nhận xét của bác sĩ nó rất là đặc biệt đó. Thì chúng ta thấy rằng một vài ngày sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố tái ứng cử thì bộ mình bảo là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đưa ra cái tin là sẽ mở một cuộc điều tra đặc biệt mới về những cái tình nghi vi phạm tội của cựu Tổng thống Trump. Vậy thì với cái nhìn của bác sĩ thì tại sao mà bên đảng Dân Chủ lại có vẻ rất là sợ cái sự tái ứng cử của Tổng thống Trump và phải đưa ra những cái mình bảo là cái phương thức dùng luật lệ không biết đúng hay là sai để mà tạo ra khó khăn hoặc là ngăn chặn cái sự tái ứng cử của Tổng thống Trump? Vâng, thưa anh Nam và thưa quý thính giả, thì quý vị cũng thấy liên tục trong 6 năm qua thì bên phía đảng Dân Chủ đã sử dụng Bộ Tư pháp, cơ quan FBI là những cái vũ khí để mà tìm mọi cách để mà hạ bệ Tổng thống Trump, vì họ luôn luôn nghĩ rằng là Tổng thống Trump vẫn là cái mối đe dọa mà trong tương lai, nhất là khi ông ra tái tranh cử trở lại. Thì quý vị thấy họ tấn công Tổng thống Trump bằng nhiều phương diện. Bên thành phố New York thì bà Tổng trưởng lý Letitia James cũng đã truy tố Tổng thống Trump vào những cái tội tội danh chẳng hạn như là trốn thuế hoặc là thổi phồng những cái giá trị bất động sản của ông để mà mượn tiền ngân hàng vân vân, đánh lừa những người đầu tư vào những cái cơ sở thương mại của Tổng thống Trump. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt là chúng ta thấy bên đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục theo dõi, theo đuổi cái ngày 6 tháng Giêng mà họ cho rằng là Tổng thống Trump là cái người mà muốn lật đổ chính quyền dân cử. Thì tại sao chúng ta thấy tấn công về mọi thứ hết nhưng mà cái ngày 6 tháng Giêng là họ tiếp tục họ theo đuổi? Và đúng như anh Nam vừa nói đó, vừa mới công bố tái tranh cử thì Tổng thống Trump đã bị bên Bộ Tư pháp bổ nhiệm một cái người mà special counsel, công tố viên đặc biệt để mà lại tiếp tục điều tra cái vụ 6 tháng Giêng cũng như là cái vụ mà họ cho rằng là Tổng thống Trump tàng trữ những cái tài liệu bí mật của quốc gia ở trong nhà Mar-a-Lago, dù là những cái tài liệu đó được ông Tổng thống Trump cho biết là đã bị declassified từ khi mà ông còn là Tổng thống. Thì cái lý do là vì, thưa quý vị, dù cho Tổng thống Trump có bị kết tội là trốn thuế hay là tội hình sự gì khác, những cái đó nó không ngăn cản được ông Tổng thống Trump ra tái tranh cử. Đó, một người mà criminal, một người tội phạm vẫn có thể ra tranh cử vì trong hiến pháp không có cấm những cái điều đó. Nhưng mà nếu Tổng thống Trump mà bị kết tội trong cái tội mà lật đổ chính quyền, insurrection, cái ngày 6 tháng Giêng đó, thì họ có thể vin cái lý do đó trong hiến pháp là lật đổ chính quyền, là coi như là Tổng thống Trump sẽ bị không được được ra tranh cử nữa. Thành thử ra họ cố tình theo đuổi cái ngày 6 tháng Giêng mà họ đã lập ra một cái ủy ban mà quý vị cũng thấy đó. Những người trong đó hầu như là những người bên đảng Dân Chủ và những người mà đảng Cộng Hòa thì cũng là những người mà ghét Trump một cách tồi tệ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đây là thêm một cái cuộc mà săn đuổi phù thủy mà Tổng thống Trump đã tuyên bố rồi, trong cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt lần này đó, thì ông sẽ không có tham gia vào bất cứ một cái cuộc điều trần nào vì ông đã chán ngán, và chúng ta cũng thấy đây là một cái mà chưa từng thấy xảy ra trong lịch sử nước Mỹ, một người mà bây giờ ra đối lập để mà tranh cử tổng thống vẫn tiếp tục bị Bộ Tư pháp và FBI điều tra, và coi như đây là một cái sự xâm phạm cá nhân cũng như là tấn công chính trị đối lập. Cho nên chúng tôi nghĩ cái cuộc điều tra này nó cũng sẽ không đi tới đâu và Tổng thống Trump vẫn tiếp tục là người được Đảng Cộng hòa đề cử ra để mà tranh cử tổng thống năm 2024. Đúng như bác sĩ Cương nói, trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ chưa có một cái vị chính trị gia nào đã bị điều tra truy tố rất là nhiều như vậy, mà cho đến bây giờ sau hơn 2 năm bị truy tố vẫn chưa có một cái tội nào đã bị gọi là bị kết tội rõ ràng. Tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị một vài con số.
tức là trong vòng 2 năm qua, bên Tổng thống Trump đã phải đương đầu với 1.200 cái trách tòa, 500 cái search warrant, cũng như là trách tòa mà gọi đến tìm kiếm, chưa kể cái vụ mà FBI đột nhập vào nhà nghỉ của ông tại Florida, và rất nhiều những cái cuộc điều tra cũng như những cái thư yêu cầu đòi hỏi để lấy cái thông tin này, đòi những cái tài liệu kia, để mà mình bảo là vạch lá tìm sâu, thì đó là cái chuyện nó cũng rất là hy hữu. Vậy thì xin hỏi thêm với bác sĩ Cương là trong cái bài diễn văn của Tổng thống Trump, ông ta cũng đã đưa ra những cái đường hướng cũng như những cái chính sách, và một trong những cái vấn đề mà đặc biệt là tôi nghĩ là tiểu bang Texas đang rất là đau đầu, đó là vấn đề mình bảo là di dân, thì không hiểu là bác sĩ nghĩ gì về chính sách di dân hiện giờ của chính phủ của Tổng thống Biden. Vâng, thưa anh Nam và quý khán thính giả, thì nói về vấn đề chính sách di dân thì chúng ta thấy dưới thời Tổng thống Trump đó, biên giới giữa Hoa Kỳ và nước Mỹ đã được hầu như là được trở nên an toàn, và dưới 4 năm của Tổng thống Trump thì cái số lượng di dân tràn qua nước Mỹ đó nó coi như là đạt cái kỷ lục thấp nhất. Nhưng mà khi mà ông Joe Biden lên nhận chức đó thì lập tức ông đã bỏ cái bức tường mà Tổng thống Trump đã hầu như xây gần xong. Thì vì vậy cho nên cái làn sóng di dân nó lại trỗi dậy, và trong vòng 2 năm qua thì người ta tiên đoán đã có ít nhất là 4 triệu di dân lậu đã tràn qua nước Mỹ. Thì với một cái lượng người mà tràn qua nước Mỹ như vậy thì quý vị cũng thấy không có một quốc gia nào trên thế giới mà bỏ lỏng biên giới cả. Chúng ta thấy những người dân Mỹ Tây cơ, những người dân Nam Mỹ, mà bây giờ còn có những người dân khắp khắp thế giới, Iran rồi Ukraine rồi ngay cả những người Nga, họ cũng qua biên giới đó để mà xâm nhập vào nước Mỹ. Thì không có quốc gia nào mà làm một cái chuyện như vậy hết. Ngay cả nước Mỹ sát cái bên Hoa Kỳ mà dân Mỹ tràn qua bên Mỹ không biết bao nhiêu, nhưng mà nếu mà bất cứ một người Mỹ nào mà qua biên giới mà ở vào nước Mỹ bị lậu, nước Mỹ bị lậu đó, thì chắc chắn là họ sẽ bị ở tù nhiều năm và bị phạt. Đó, cho nên cái chính sách của Đảng Dân Chủ đây là một chính sách mà thả lỏng biên giới mà kèm theo những cái tệ hại khác, không những là chỉ có người dân di dân lậu qua bên này ăn bám vào chính quyền và người dân đóng thuế, mà còn có những cái tệ hại như là thuốc phiện. Hiện bây giờ cái thuốc fentanyl là một cái vấn nạn mà những người con em trẻ của chúng ta, những người con dân Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Mỗi một năm như vậy đó là người ta cho biết là có từ 60 tới 65 ngàn người chết đi vì cái sự sử dụng thuốc fentanyl đó. Và ngoài ra thì có những cái tội phạm mà đã bắt được ít nhất cũng có 100-200 những người mà đang nằm trong cái danh sách truy lùng khủng bố của FBI, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết là có những cái tên khủng bố nào mà nó lọt qua được hay không. Và sau này nếu mà có những cái cuộc tấn công chẳng hạn như là 911 mà nó xảy ra thì chúng ta biết là tại sao nó xảy ra, là vì những người tràn qua biên giới không có được điều tra kỹ lưỡng đó. Thì cho đó là một vài cái thí điểm mà chúng tôi nói tới, và mặc dù là cái biên giới nó bị thả lỏng như vậy, nhưng mà khi mà phỏng vấn hoặc là ông Joe Biden hoặc là cái ông Mayorkas là người mà về Homeland, thì họ đều nói là biên giới đều an toàn cả. Ngay cả cái bà Kamala Harris cũng vậy, khi mà phỏng vấn thì bà nói là biên giới chúng ta bây giờ rất là an ninh, không có vấn đề gì, mà họ hoàn toàn không chịu tới biên giới để mà quan sát. Vì họ biết rằng là mỗi khi mà họ tới biên giới để mà quan sát thì những cơ quan truyền thông truyền hình họ cũng đi theo để mà thâu hình, cho nên họ không dám tới để mà quan sát. Cho nên họ chỉ nói như vậy, nhưng mà cái chính sách của Đảng Dân Chủ thì chúng ta cũng biết là thật sự là họ muốn thả lỏng để mà cho cái hàng triệu người di dân lậu vô, để mà sau này họ có được những người cử tri bỏ phiếu cho họ trung thành từ năm này qua năm khác, để mà họ luôn luôn nắm quyền. Đó là cái mục đích mà thật sự nó nằm phía sau lưng của cái vụ thả lỏng biên giới, thưa quý vị. À, cảm ơn bác sĩ.
Chúng tôi xin tạm ngưng vài giây để mời quý vị xem một số quảng cáo. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đang trò chuyện một lần nữa với bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, đặc biệt là về các vấn đề chính trị Hoa Kỳ. Với cái sự kiện vừa xảy ra là Tổng thống Trump vừa tuyên bố tái ứng cử. Thưa với bác sĩ Chu Văn Cương, xin được hỏi bác sĩ một câu rất là thẳng thừng như thế này. Những người không có thích Tổng thống Trump, những người tả phái và ngay cả một số cơ quan truyền thông thường gọi những người Việt Nam của chúng ta, những người ủng hộ Tổng thống Trump là cuồng Trump. Vậy thì thứ nhất là xin hỏi bác sĩ là bác sĩ có nghĩ gì về cái chữ gọi là cuồng Trump, và xin hỏi là bác sĩ có cuồng Trump hay không? Vâng, thưa anh Nam, kính thưa quý khán thính giả, thì thật sự đối với cá nhân chúng tôi đó, thì chúng tôi không có đặt nặng cái vấn đề mà bị xúc phạm khi mà người ta nói mình là cuồng Trump. Chúng ta thấy chính trị dòng chính đó, trong đặc biệt là từ khi Tổng thống Trump thắng cử vào năm 2016 đó, thì cái sự chia rẽ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ và ngay cả trong cộng đồng người Việt chúng ta đó, nó cũng đã thấy rất là rõ cái lằn ranh mà Cộng hòa Dân Chủ nó chia rẽ, không những là trong cái chính trị dòng chính mà nó đi qua cộng đồng Việt Nam, mà nó đi vào những cái gia đình của nhiều người mà chúng tôi biết, chẳng hạn như cha mẹ thì đã Đảng Cộng hòa và con cái thì theo Đảng Dân Chủ, gia đình của chúng tôi cũng như vậy. Thành thử ra cá nhân chúng tôi thì không đặt nặng cái chuyện đó, vì khi mà những người mà thóa mạ hoặc là nói là cuồng Trump đó, thì mục đích là để họ làm cho mình bực tức, nóng giận. Và cái những người mà có tánh khí nóng thì dĩ nhiên là chửi qua chửi lại thì nó tạo ra cái vấn đề là gây ra những cái sự mà cạnh tranh 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 luận nó không được tốt đẹp. Chúng ta cứ so sánh tổng thống Trump với lại ông Joe Biden hoặc là trước đây là bà Hillary Clinton đó, cũng giống như là hai võ sĩ lên đài đấu võ với nhau, thì chúng ta có thể cổ võ cho người này người kia, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái danh từ cuồng Trump đó thì đa số là những người mà ít có những cái kiến thức chính trị, những người có trình độ ý thức, thì chúng ta có thể chê trách lẫn nhau nhưng mà không có nên xúc phạm, dùng những cái từ nó quá đáng như vậy. Những người mà chúng tôi biết rằng là những người mà trí thức thì khi họ nói chuyện họ đưa ra những cái khuyết điểm của lẫn nhau để mà họ tranh luận, chứ họ không có nói để mà coi như là kích động và tạo ra cái sự hiềm khích cá nhân, thì cái điều đó những người mà có học vấn, có trình độ thì họ ít có khi nào làm. Nhưng mà chúng ta cũng không lấy làm ngạc nhiên là cái điều này nó xảy ra trong cái cộng đồng Việt Nam, là vì bây giờ ngay cả bên dòng chính cộng đồng Hoa Kỳ, những bất cứ những sắc dân khác nào cũng vậy, họ đều lâm vào cái tình trạng đó, là vì từ khi Tổng thống Trump lên thì nó đã lộ rõ những cái sai trái, những cái điều đúng mà cá nhân chúng tôi nghĩ là đa số là bên phía Đảng Dân Chủ, vì chúng tôi là người ủng hộ cái chính sách của Đảng Cộng Hòa. Cho nên nếu mà anh Nam hỏi là có cuồng Trump hay không thì thật sự là cũng có cuồng đó, tại vì chúng ta thấy 4 năm dưới Tổng thống Trump đó thì chúng ta đạt được rất là nhiều những cái thành quả về biên giới, về kinh tế, về năng lượng, về đối ngoại, vân vân, rất là nhiều những cái thành quả. Tuy nhiên không phải là chúng tôi lúc nào cũng ủng hộ cho Tổng thống Trump, vì chúng tôi nghĩ rằng là có những cái lời tuyên bố, những cái lời chỉ trích của Tổng thống Trump đó, đôi khi nó cũng tạo ra những cái sự rạn nứt trong nội bộ. Ước gì mà Tổng thống Trump chỉ có tập trung vào những cái chính sách của mình và đừng có những cái lời tuyên bố nó không có được hay. Nhưng mà nói về chính sách thì chúng tôi nhìn thấy là cái chính sách của Tổng thống Trump rất là đúng đắn và giúp cho nước Mỹ đi lên.
Rất là cảm ơn cái sự chia sẻ rất là thẳng thắn của bác sĩ. Cái nhìn của chúng tôi rằng thường thường một khi mà họ bất cứ cái phe phái nào thua về những cái lý lẽ thì cái cách duy nhất để làm cho họ cảm thấy là mình không có thua lắm đó là đả kích cá nhân. Và chúng ta cũng đã có thấy ngoài những cái việc mà khi họ thấy họ không có thắng được những cái lý luận của bên Cộng hòa hoặc là của Tổng thống Trump về đường lối, về chính sách, thì họ đặt tên cho những cái nghe rất là chướng tai. Và bác sĩ cũng đã nhắc đến cái bà Hillary Clinton, thì chắc quý vị cũng nhớ trong cái cuộc bầu cử thì bà Hillary Clinton cũng đã gọi những người không ủng hộ bà là những cái người deplorable, tức là những người rất là đáng đáng ghét, đáng khinh. Và bất cứ khi nào mà các ông ứng cử viên tổng thống của bên Dân Chủ mà có vẻ thua thì họ đều gọi các ông ứng cử viên Cộng Hòa là ngu, từ Tổng thống Reagan qua đến ông Bush cha đến ông Bush con. Cá nhân chúng tôi có nhớ một rất là rõ ràng, bởi vì trong cái cuộc bầu cử giữa ông John Kerry và ông George Bush thì bên báo chí Hoa Kỳ cũng gọi là ông cũng bảo là ông George Bush là ngu, là stupid, thưa quý vị. Nhưng mà khi người ta truy ra sau sau khi ông đã đắc cử rồi thì người ta so sánh cái số điểm học của ông Bush và ông John Kerry, bởi vì hai người cùng tốt nghiệp đại học Yale, thì thưa quý vị đoán thử coi cái người nào điểm cao hơn. Người điểm cao hơn không phải là ông John Kerry mà là ông George Bush. Thì cái sự kiện mà chúng ta cứ chụp mũ cho nhau là một cái hình thức coi như là chấp nhận mình đã thua cuộc. Xin hỏi thêm với bác sĩ, trong mình còn khoảng chừng 3-4 phút nữa, thì bác sĩ là người đã lăn lộn trong nhiều cái mình gọi chính trường khác nhau, từ sinh hoạt cộng đồng của mình ở bên Cali qua đến bên Houston, và ngay cả trong cộng đồng của mình có cái từ bảo là nhiều khi làm việc cộng đồng là vào cái nơi mình bảo là có những cái việc đấu đá rất là dữ dằn, rồi đã ứng cử, bác sĩ cũng đã ứng cử vào cái chức vụ dân biểu tại Houston. Thì qua những cái kinh nghiệm và những cái bài học mà đã trải qua thì bác sĩ có thể chia sẻ một số kinh nghiệm mình với những cái người mình gọi là những thế hệ đi sau, để họ có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và cho đất nước được không? Vâng, thưa anh Nam, đối với cá nhân chúng tôi thì lúc nào cũng đặt ra một cái lý tưởng cho mình, tại vì chúng tôi nghĩ rằng là mình sống một cuộc sống, nếu mà mình chỉ có biết lo cho mình, lo cho gia đình, suốt ngày chỉ đi kiếm tiền rồi ăn chơi, đi hưởng thụ, thì một lúc nào đó thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là không có cái lý tưởng thì cái cuộc sống mình nó vô vị lắm. Từ lúc còn trẻ, lúc mà trong đại học cũng đã tham gia vào những cái sinh hoạt của các cái hội sinh viên Việt Nam tổ chức 30 tháng 4, rồi khi mà mới ra trường đều được thân phụ giới thiệu vô một đoàn thể chính trị và sinh hoạt liên tục từ đó cho tới lúc ngưng là khoảng 30 năm, rồi cũng được ông cụ hướng dẫn vào những cái công việc cộng đồng. Cho nên từ lúc còn sớm thì chúng tôi đã có đặt cho mình một cái lý tưởng là dù cho mình không có thể thay đổi được cục diện nhưng mà mình lúc nào cũng không hổ thẹn là một người nam nhi kiên trí, đầu đội trời chân đạp đất, mình phải làm cái bổn phận của mình, nó thành công hay không thì đó là ý trời, nhưng mà mình phải có một cái lý tưởng. Và trước đây chúng tôi đặt cho chúng tôi một cái lý tưởng, đó là làm sao đấu tranh để mà khoan phục quê hương, đem lại cái sự tự do dân chủ cho 90 triệu dân Việt Nam. Nhưng mà sau 30 năm hoạt động chính trị thì bây giờ chúng tôi đã đổi hướng để mà giúp cho cộng đồng, vì thấy rằng là cộng đồng là cái nơi mà mình ở ngay tại thành phố Houston, mà nếu mà không thấy được một cái cộng đồng nó vững mạnh, nó phát triển và lành mạnh đó thì mình cảm thấy rất là hổ thẹn. Cho nên chúng tôi đã chuyển hướng và làm thế nào để mà ra phục vụ cộng đồng, xây dựng lại một cái cộng đồng thành phố Houston cho thật là vững mạnh, phát triển. Và trong tương lai cũng có thể là chúng tôi sẽ tiếp tục ra đấu tranh bằng một cách khác, là tham gia vào chính trị dòng chính.
thì cái điều đó có thể là 3 4 năm nữa chúng tôi sẽ nghĩ đến, nhưng mà trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung vào để mà giúp cho cộng đồng. Và có một vài lời để mà muốn nhắn đến các giới trẻ, chúng tôi tham gia vào chính trị và cộng đồng cũng rất là sớm, và cũng rất là mong cho các anh em giới trẻ cũng nên nhìn lại cái nguồn gốc của mình và làm thế nào để mà ra giúp cho cái cộng đồng của mình. Vì dù gì đi nữa đó, dù cho mình có ăn hamburger, mình có đi đây đi đó chơi với bạn Mỹ, nhưng mà rốt cuộc đó, nhìn trước cái tấm gương thì mình cũng là một người mà Á Châu, người Việt Nam, cũng thích ăn nước mắm, cũng thích ăn phở, thì những cái đó nó nằm trong xương máu của chúng ta, không thể nào gột bỏ được, thì chúng ta phải luôn nhớ cái nguồn gốc của mình. Cho nên trong cái chương trình làm việc trong cộng đồng tới đây, chúng tôi sẽ đặc biệt chú tâm vào những cái chương trình để mà thu hút giới trẻ vô, để mà nhìn thấy cái sự quan trọng của cộng đồng của mình, để mà giúp cho cộng đồng của mình. Thì có như vậy thì chúng ta mới có một cái lý tưởng để sống, và chắc chắn là quý vị, những anh em trẻ sẽ rất là thích thú một khi mà đã biết được cái xã hội, cái cộng đồng của mình nó như thế nào, và giúp một bàn tay để mà cho cộng đồng mình tốt hơn. Thưa quý vị. Xin rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân tình của bác sĩ Chu Văn Cương. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tiếng Nói Bảo Thủ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.